bộ phim Phượng Hoàng nữa. Sản xuất Quách Kiến Hoành, biên kịch Trần Gia Dục, chủ nhiệm Thi Thần Thành, đạo diễn Hà Đông Hưng, với các diễn viên Phan Nghiêm Tự trong vai Mai Ngâm Sương, Miêu Kiều Dị trong vai Trung Hào, Cố Quán Trung trong vai Ba Long Tinh, Tiêu Tường trong vai Ba Hồng Anh, Hoa Dĩ Như trong vai Xà Ma Nữ, Tạ Bình Nam trong vai Thiết Ấu Tướng Quân, Lý Thừa Thái trong vai Ảo Ba Công Tử, Quốc Trung Hằng trong vai Thổ Đậu, Long Thiên Tường trong vai A Hồng, cùng với sự góp mặt của các diễn viên khác. Tập 1. Giữa thời thượng cổ xa xưa, truyền thuyết Phượng Hoàng tự thiêu sẽ sống lại, nhưng phải trải qua nhiều tai kiếp. Thiên niên thần thú Đô Đô ngủ say dưới đáy hồ Ảo Ba đã bị đánh thức bởi tiếng sáo bí ẩn bên cạnh hồ Ảo Ba. Phụng mệnh xuất hiện bảo vệ Phượng Hoàng nữa. Thần thú, cậu có nghe thấy tôi nói không? Tôi là thủ hộ thần của hồ Ảo Ba tên Ảo Ba Công Tử. Cậu ngủ say dưới đáy ao hơn 1000 năm rồi, tới lúc phải thức dậy thôi. Tại vì bái điểu tộc tôn thờ quả Phượng Hoàng làm thần hộ mệnh, và thiên ma tộc thề giết quả Phượng Hoàng, sắp bùng nổ một trận chiến thảm khốc có tên Chánh Tà Chi Chiến. Bái điểu tộc dưới sự dẫn dắt của chúng trưởng lão lớn tiếng tụng trấn ma kinh văn, thề chết chống lại cuộc xâm lược của thiên ma tộc, hết mình bảo vệ thần hộ mệnh của bái điểu tộc. Quá thân của quả Phượng Hoàng tức Phượng Hoàng thần nữ, vì Phượng Hoàng thần nữ mang thai cho nên công lực sa sút, vì vậy không thể sử dụng pháp lực để giúp đỡ bái điểu tộc chống lại cuộc tấn công của thiên ma tộc, chỉ còn biết trông cậy vào chúng trưởng lão của bái điểu tộc làm phép bảo vệ. Thủ lĩnh của thiên ma tộc Ba Diên Tôn và con trai Ba Long Tinh tuy có thù oán truyền kiếp với bái điểu tộc, nhưng nguyên do thật sự dẫn đến cuộc chiến muôn thuở giữa hai gia tộc là do sông đầu thiên ma núp sau lưng thao túng Ba Diên Tôn. Trưởng lão của bái điểu tộc dẫn dắt chúng sư đọc chú làm phép, lấy trấn ma bùa chú dán kín lại các khe hở trên cửa và cửa sổ, chống lại thiên ma xâm nhập. Nguyên do mà sông đầu thiên ma thề phải lấy máu của Phượng Hoàng thần nữ
là nhằm tăng thêm công lực cho mình, tiến tới thống trị thế giới. Đi mau! Đi mau! Nghe lệnh của ta, tiêu diệt Bái Điểu tộc, lấy thần huyết của Phượng Hoàng thần nữ cho ta! Song đầu thiên ma lợi dụng ma tư do Ba Dương Tôn nhả ra, bắn thẳng vào Phượng Hoàng thần điện. Ma tư nhiều như vô số màn nhện đã xuyên thấu trấn ma bùa chú do chúng trưởng lão của Bái Điểu tộc dán lên các khe hở trên cửa. Chúng sư của Bái Điểu tộc bị ma tư buộc chặt, chết vì ngộp thở. Vậy không cần bảo vệ tôi nữa. Tôi quyết định bước ra, quyết trận tử chiến với họ. Không được. Này cụ đang mang thai, cho nên mất hết thần lực rồi. Tôi không thể làm hại đến các vị nữa. Tôi không thể cho các vị hy sinh vì tôi nữa. Thần nữ! Thần nữ! Thần nữ! Thần nữ! Phượng Hoàng đang trả thù bộ tộc ta. Nay đang là lúc đương đầu với nguy cấp tộc vong. Bộ tộc ta phải vì thần nữ quyết trận tử chiến. Nếu không phải vì tôi đang mang thai trong người, mất hết công lực, thì tôi đã lột xác thành Phượng Hoàng, đánh lôi thiên ba tộc. Bây giờ Bái Điểu tộc chúng ta đang bị họ tiêu diệt. Ổn cho Phượng Hoàng thần nữ được làm thần hộ mệnh của Bái Điểu tộc. Các vị đừng ngăn cản tôi nữa. Cho tôi ra tiếp thiên ma tộc, quyết trận tử chiến. Thần nữ! Đô đô phụng mệnh của ảo ba công tử phá băng bay ra, đến nơi để cứu quả Phượng Hoàng. Trải qua một trận quyết chiến, người của Bái Điểu tộc hy sinh gần hết, và Phượng Hoàng thần nữ cũng bị trọng thương. Dưới sự bảo vệ của chúng trưởng lão và thành viên của Bái Điểu tộc, trốn lên đỉnh núi Loạn Thạch. Thần nữ! Phượng Hoàng thần nữ sẽ để lại một thế hệ của quả Phượng Hoàng. Đó là hy vọng duy nhất giúp Bái Điểu tộc đánh bại Thiên Ma tộc. Và nhiệm vụ duy nhất của Dodo là bảo vệ quả Phượng Hoàng thế hệ sau, đánh bại Thiên Ma tộc, duy trì hòa bình và an ninh cho thế giới. Thần nữ! Tôi sắp sanh rồi. Chúng ta mau tìm cứ điểm bảo vệ Phượng Hoàng thần nữ. Oh!
thời, trong Bất Lão Thôn cách đó không xa, có bọn tiên tri đang ẩn cư. Thông qua thiên tượng biết có chuyện không ổn. Hình như thiên tượng có gì không ổn rồi. Trong bí kíp nói, trong đêm trăng tròn, thái cực tinh, bắt đầu tinh, thái âm tinh tạo thành một hình tam giác trên bầu trời. Phượng hoàng thần nữ sẽ sanh ra con cháu của quả phượng hoàng, giải cứu chúng ta từ trong tay của thiên ma. Tạo thành hình tam giác trong đêm trăng tròn, như vậy là tối nay chứ đâu. Dưới ma chưởng của thiên ma tộc đã sinh sống 100 năm trong bóng tối u ám, cuối cùng Bất Lão tộc chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta nên làm thế nào để tìm được con cháu của quả phượng hoàng? Liệu thiên ma tộc có tìm được con cháu của quả phượng hoàng trước hơn chúng ta không? Cho nên phải nhanh, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra cách. Không cần vội. Sao lại không vội được? Nếu như chúng ta có khả năng bảo vệ quả phượng hoàng thì không cần phải ẩn cư và trốn tránh thiên ma tộc rồi. Trong bí kíp nói, sẽ có một vị thần từ trên trời hạ phàm. Thần? Ừ, là do ông trời phái đến giúp đỡ con cháu của quả phượng hoàng đánh bại thiên ma tộc, giải cứu cho người của chúng ta. Có một quả trứng chim lớn khổng lồ. Trời ơi, một quả trứng chim lớn như vậy đủ cho cả nhóm người chúng tôi ăn rồi. Đói lắm rồi. Xong rồi, xong rồi. Sao? 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 Lười biến hả? Hả? Lại là cậu đó. Có bộ đó cho tôi chết hay sao? Nhanh tay lên đi. Nè, làm cho tốt, làm cho tốt vào. Báo cáo, báo cáo. Cách chúng ta 3 dặm phát hiện một quả trứng chim khổng lồ. Hey, tội nghiệp chưa kìa. Phải nhịn đói để đứng gác, rồi lại nhìn thấy có người nướng trứng chim khổng lồ, thèm chết hắn luôn. Trời ơi. Nè, mấy người có nghe thấy chưa? Đại Lang Đầu nhìn thấy có người nướng trứng chim khổng lồ kìa. Trung Hào. Trứng chim khổng lồ. Trứng chim khổng lồ. Chủ nương. Còn không mau rửa tay ăn cơm đi. Người cầm đầu như con cũng không chịu làm tốt. Vậy con đi liền. Ta đã từng tuổi này rồi, còn phải hầu hạ lũ nhóc các con đây. Cơm nước đã dọn lên bàn rồi. Hành động đi. Đi nhanh lên. Dạ. Đi, bắt ta phải đút các con ăn sao? Làm gì dữ? Nè, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Sao lại mấy món này? Các con mặt mày hầm hầm làm sao? Dạo này làm ăn ế ẩm, cho nên phải tiêu xài tiết kiệm. Nhũ nương à, sao lại trách tụi con được? Sau khi xong đầu thiên ma gây rối, kể cả muôn thú trong rừng cũng bỏ đi khỏi vùng này luôn. Lão Ba Tánh còn nghèo hơn chúng ta nữa. Thì chúng ta đi cướp ai đây? Hay là chúng ta cứ làm theo muôn thú đó dọn đi khỏi đây. Không bị đần độn hả? Đâu đâu cũng là móng vuốt của thiên ma tộc, chúng ta dọn đi đâu? Chuyện quan trọng trước mắt là phải tranh thủ
tìm được vụ làm ăn này. Chắc là tôi đói quá nên qua mắt rồi. Vừa rồi thấy quả trứng khổng lồ, bây giờ lại thấy con gà quay lớn. Nè, chúng ta đi đâu làm ăn lớn đây? Cậu hỏi tôi hỏi ai hả? Cậu là người dẫn dắt chúng tôi, không hỏi cậu thì hỏi ai chứ? Nè, nếu như tôi có đáp án, tôi có cần ngồi đây nghe các cười nói nhảm hay không? Cậu nghĩ đúng không hả? Các cười có từng nghe câu đạo diệt hữu đạo hay không hả? Trời ơi, kể cả câu này mà cũng không hiểu nữa. Ý của câu này là cho dù là trộm cắp cũng không thể ngồi chờ ông trời rơi xuống đâu, phải biết động não, phải đi kiếm tiền. Các cậu cho rằng vụ làm ăn lớn có thể từ trên trời? Rơi xuống rồi. Mà bắt lấy hắn đi. Bắt lấy hắn. Sao bắt được? Bắt lấy hắn. Nếu không hắn lại dùng khí độc tấn công chúng ta nữa bây giờ. Mà bắt lấy hắn đi. Mau, bắt lấy con quái vật này đi. Chúng ta sẽ bán được rất nhiều tiền đó. Mà bắt lấy hắn. Hai cái tên con gốc này lên trại bắt hắn kìa. Đi mau lên. Tận dụng thần lực của chúng ta để xem vị thần chúng ta cuối cùng thế nào. Lời hàng xóm của chúng ta chung hào, tên đầu sắp thường tặc, hắn là giở trò gì đây? Tôi bị nhốt trong lòng lại là kẻ nào? Đây vị thần của chúng ta đó. Hả? Sông đầu thiên ma. Phượng hoàng thần nữ khó mà thoát khỏi tai kiếp. Vị thần của chúng ta không thể cứu cô ấy sao? Vô dụng thôi. Chuyện quan trọng trước mắt là đi cứu con cháu của quả phượng hoàng. Tôi đi tìm Trung Hào. Có một đoàn người đang đi theo hướng này, có khoảng 12 người. Chờ đây lăn đầu gì báo cáo rõ ràng hơn. Khải bẩm đại ca, tôi thấy sông đầu ma quái, ba long tinh và thiết giáp võ sĩ đang theo hướng của chúng ta. Cách đây bao xa? Khoảng 20 dặm. Không lẽ họ tới đây gây rắc rối cho chúng ta sao? 20 dặm đường, sao không thấy Tiểu Linh đang trở về báo cáo vậy?
Cô dám xác định hướng của họ đi không phải theo hướng chúng ta chứ? Tôi xác định. Tuy họ đang đi theo hướng của chúng ta, nhưng mục tiêu của họ là đỉnh núi Loạn Thạch. Nè, đỉnh núi Loạn Thạch có thứ gì vậy? Có một quả trứng chim khổng lồ. Vậy là tôi không xem lầm rồi. Quả trứng đó lớn cỡ nào? Lớn lắm, y như một ngọn núi vậy. Một ngọn núi? Vậy có thể là trứng gì? Tôi chưa kịp tìm hiểu kỹ, đã dội về báo cáo với huynh rồi. Sao thiên ma tộc phải đi tìm quả trứng đó vậy? Không chừng là báo vật. Hả, báo vật? Ê, con đi xem sao. Đứng lại. Hả? Con sẽ gặp sông đầu ma quái đó. Tại con hiếu kỳ thôi. À, không liên quan tới chúng ta, con đừng gây hấn với họ nữa. Được. Vậy con sai ba người này đi. Quá nguy hiểm, đừng kêu họ đi nữa. Sông đầu ma quái có phép thuật, không may bị phát hiện họ sẽ bỏ mạng đó. À, Nhũ Nương nói như vậy cũng đúng ha. Không phải là tôi sợ họ đâu. Sự thật là chúng ta lo chuyện của chúng ta, họ làm chuyện của họ. Nước sâu không phạm nước giếng, chúng ta cứ mặc kệ họ đi ha. Mọi người nghĩ có đúng không hả? Đúng. Thằng nữ, thiên ma tộc đang đuổi theo đến đây, cô thoát đi. Không được, sao tôi có thể bỏ rơi con tôi và mọi người được? Đừng nghĩ nhiều nữa, mau thoát khỏi đây đi, có chúng tụ giữ chân họ rồi. Không được, tôi không thoát. Tôi không thể bỏ rơi con tôi và mọi người. Không được. Thằng nữ. Không được. Đúng rồi, bây giờ tôi có thể lột xác thành quả phượng hoàng. Bây giờ tôi có thể dùng quả điêu công của tôi để đánh bại bọn họ. Được đâu, cô mới sanh nở xong, thế lực còn sa sút. Giờ lại nếu cô muốn lột xác thành quả phượng hoàng, cô cũng phải chờ đến đêm trăng tròn mới được. Nếu không sẽ bị chết vì khí huyết công tâm. Bán điệu tộc sắp bị diệt vong rồi, cô nhất định phải làm thử. Ông không hiểu hay sao? Trước mắt chỉ còn cách này thôi. Thần nữ. Oh!
thiên thần phù hộ chúng con. Nhanh lên, chúng ta đi cứu con cháu thằng nữa. Cung thỉnh thần nữ khởi giá. Mau đưa thần nữ đi khỏi đây. Dạ. Đi. Họ đã cứu ai rồi? Mà cướp lại. Nghe cho rõ, cậu dẫn theo các dũng sĩ đi hướng này. Nhớ kỹ, giao cô ấy cho nghĩa tử của tôi A Hồng. Tôi sẽ ở lại giữa chân họ. Dạ, trưởng lão cứ yên tâm. Đi. Thank you.
Con xin lỗi, con đã đến trễ. Không mà, ta nay tại sao cô ấy cho con? Cô ấy là con cháu của Phượng Hoàng Thần nữ. Con phải cố gắng bảo vệ cô ấy, nhờ cô ấy phục quốc đó. Cha yên tâm ra đi. Cha, con sẽ làm theo ý của cha. Cái này, đây là tinh phù có trưởng lão bài điệu tộc có thể trấn quốc khứ tà. Con giữ lại trong người. Phải ghi nhớ, ở trên đời này chỉ có con và cô ấy mới là bái điệu tộc, và chỉ có các con này có thể lấy nhau. Không được lấy người phàm. Người phàm. Cha, đâu có, tôi không nhìn thấy thứ gì từ trên trời rơi xuống cả. Nè nè, mọi người nghĩ có đúng vậy không? Tôi biết các người bắt được một thứ dẫn người dở tú đang nhốt ở trong lòng bằng cây. Ai nói vậy? Tôi nhớ ra rồi. Người mà ông nói có phải à? Qua đây. Thổ đạo. Các người ngang nhiên. Các cậu quăng hắn ra ngoài kia, sau này không cho hắn vào đây nữa, có nghe thấy không? Dạ. Lão già nhí đó dám tìm tới đây, xem ai lợi hại hơn. Cẩm thạch tốt đây, cẩm thạch tốt đây. Hay quá, giỏi. Hay lắm. Trên đời này chỉ có một con duy nhất thôi, và chúng tôi chỉ có một con này để mà bán thôi. Mua vô đi. Chỉ có một con mà thôi. Con này là con gì? Con này hả? Chúng tôi bẫy được ở trên núi đó, còn tươi lắm. Mà mua về để làm gì? Để làm gì hả? Để làm gì? Để ăn. Tất nhiên là để ăn rồi. Mua vô. Nè, nhìn xem nè. Trời ơi, bộ hóc của hắn đó nha. Hầm thuốc bắc,
ăn tẩm bổ lắm. Còn đuôi của hắn nữa. Rồi, bán bao nhiêu vậy? Một lượng. Hay là vậy, mắc vậy. Còn bán rẻ cho ông luôn, 20 đồng tiền vàng. Không mua, không mua. Tôi bớt cho ông. Nè nè nè, đừng bỏ đi mà, đừng bỏ đi. Ông có thể chiên cũng được mà, qua đi xem đi. Tôi tính rẻ cho nè. Đừng bỏ đi. Nè nè nè, nè qua xem đi, tôi tính rẻ cho mà. Trời ơi, nè, cứ trả giá đi. Ông thật tốt đây. Trời ơi, không ai mua tính sao đây. Nè nè nè, qua xem đi. Trừ phi qua xem đi, dạy cho nó biểu diễn xíu. Ghé mua đi. Nếu không làm sao bán được giá. Nè nè nè, qua xem. Tôi tính cái này đẹp nè. Ta nghĩ huấn luyện muội sẽ nhanh hơn nhiều. Ê, hay là huấn luyện muội rồi mang muội đi bán luôn. Dám bán muội hả? Quynh nè. Trời ơi, cái gì vậy? Trời, tao làm gì long trọng như vậy? Ai biết. Nè, nè, ả là ai vậy? Thật ra ả là ai? Tại sao lại đi chung với Thiên Ma tộc vậy? Quynh không biết hay sao? Ta đâu biết. Ả là nữ tế sư của Thiên Ma tộc, xà ma nữ. Hả? Chính là ả hả? Ừ. Vậy thì sao? Hả? Nè, ả là con gái của Ba Diên Tôn, muội muội của Ba Long Tinh. Ủa? Thì ra là công chúa của Thiên Ma tộc. Mẹ hả? Thất kính, thất kính. Biết là bất kính, sao người xuống vậy? Tao nói thất kính là với người quá cố. Người muốn tao nói với người hay sao? Hả? Hổn láo. Nè, làm gì vậy? Chắc người chán sống rồi phải không? Nè, đây mới là làm ăn lớn từ trên trời rơi xuống đó. Có thể bắt cóc công chúa của Thiên Ma tộc, đòi tiền chuộc của lão ma đầu. Tôi tin tiền chuộc sẽ không ít đâu. Nghe làm thử xem, bảo đảm người chết không có chỗ chôn. Ủa, nếu như không đưa tiền chuộc, đưa củ hồi hôn cũng được. Đây. Nè. Bíp ba. Tiểu Âu Quy, bao đừng ra xem hắn là ai. Tôi thề phải tìm hắn trả thù. Nè, cây này nguy rồi. Quynh và Thiên Ma công chúa Ba Hồng Anh đã kết thù quán. Chuyện đó tất nhiên, ta đã hôn ả một cái, làm sao ả có thể quên ta được chứ. Nè, ả là người của Thiên Ma tộc đó, Quynh đừng có quên lão đại đó. Lạ thiệt, ta có một cảm giác hình như ả không phải là người của Thiên Ma tộc. Sau này Quynh bị ả hãm hại, lúc đó Quynh sẽ biết rõ. Ê, nè. Chuyện gì? Con tiểu quái vật đó, chúng ta bỏ luôn không lấy. Trời sao? Trời ơi, cái thứ mà không có người mua, giữ lại làm cái gì? Cứ bỏ luôn cho rồi. Ta cứ tưởng rằng có thể bán được giá, nào ngờ lại bị mừng hụt. Ê, phen này về nhà lại bị chửi cho một trận nữa. Sao lại nói là mừng hụt? Nhìn thấy hai con yêu nữ xinh đẹp đó, sao lại nói là mừng hụt? Nè, Quynh xem. Hả? Đây là gì? Do muội lấy trộm từ trong người của con nữ ma đầu đó. Quynh có biết đây là gì không? Đây là cái yếm ả mặc trên người đó. Cái yếm hả? Ừ. Nè, cho ta mượn. Không cho mượn. Hồi không đưa. Hồi không cho mượn. Lại đây. Nè, cho ta mượn đi. Lại đây. Hồi không cho mượn. Lại đây. Bí mà. Công chúa, chúng ta lấy tiểu quái này làm gì vậy? Có thể xem như vật cưng. Bằng không cứ giao cho xà ma nữ làm tế phẩm đi.
tiểu thành chủ. Đó là gì vậy? À, đây là lông vũ của Phượng Hoàng. Có gì nàng phải bất ngờ? Quả Phượng Hoàng. Nàng thích không? Ta tặng cho. Lấy máu của quả Phượng Hoàng cho ta. Dừng rồi, mau thiêu hủy nó đi. Mau thiêu hủy nó đi. Lấy máu của quả Phượng Hoàng đến đây. Tiên ma, tôi đã tìm được người hận đời nhất rồi. Tinh thần của hắn chịu sự khống chế của tôi, chắc chắn sẽ hoàn thành chỉ thị của ngài thôi. Xin ngài bớt giận. Mau, lấy máu của quả Phượng Hoàng cho ta. Há miệng ra. Ăn đi. Tôi chỉ lấy máu của A Mang đến. Cẩn thận nha. Nè. Ê, đóng cho kín. Đừng có để nó dột đó. Nè, thổ đậu, mình đóng cho chắc đó. Ủa? Nè, đóng cho chắc vào, đừng có để nó dột nha. Ta nghĩ con đói đến nỗi điên rồi, nên lấy vợ cho con đó. Kể cả tên nữ mà đầu bá Hồng Anh con cũng chọc nghẹo được. Vậy Nhung đưa lấy vợ giùm con đi. Ta giúp con, sao ta biết giúp đây? Chuyện vợ con phải tự lo chứ. Sao hả? Con tưởng người vợ có thể từ trên trời rơi xuống sao? Hả?
真正把美丽披在身上。